Xin chào tất cả mọi người, em tên là Mai Liên, năm nay là tuổi của em là 19, cộng 10. Em làm ở phòng nhân sự hành chính an toàn lao động và hiện tại em đang là bí thư đoàn thanh niên văn phòng công ty và đây là một người bạn rất là thân thiết với em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kiến, đang sinh hoạt và làm việc tại phòng tài chính kế toán. Thì tuổi của mình là 20, cộng 9 luôn. Thì mình là phó bí thư đoàn thanh niên cùng với đoàn viên. Wow. Dạ, và mọi người rất là vui vẻ luôn. Em cảm thấy là mọi người nói chuyện với nhau rất là thân thiện và hòa đồng nữa. Lần đầu tiên em đến đây mà em mới không được sự thấy giống như là tụi em đang là một phần của Kasumina. Và ngày hôm qua thì hai tụi em đã được đến nhà máy rồi. Nên là ngày hôm nay thì tụi em muốn là mình có thể làm quen với các anh chị nhiều hơn, từ khối văn phòng cho đến từ đến nhà máy xí nghiệp, đúng không Thông? Vậy bây giờ thì hai anh chị mình vừa trẻ vừa đẹp như thế này thì cho em hỏi về tình trạng hôn nhân hiện tại của hai người đi ạ. Mọi người ơi, mình vui lòng nhìn thẳng vô máy quay và trả lời thật lòng nha. Ở đây có rất nhiều người đang xem đó nha. Anh này cũng ngập ngừng lắm nhưng mà coi gì cũng trả lời. Năm ngón thì đeo hết một ngón. Dạ, anh đã có vợ. Dạ. Vợ cũng làm việc tại Casumina. Ồ, ngày hôm qua anh Tịch chủ phòng kỹ thuật cũng có chịu vợ đang ở Casumina luôn. Wow, rất là nghi mình nhiều vợ chồng đó. Cũng rất nhiều cặp đôi. Không biết là anh có bé nào chưa? Không, được 2 tuổi. Dạ. Và vậy là tất nhiên không biết là mình có đưa bé lên để mà tham gia tất niên cùng với mọi anh chị luôn ạ. Có không đâu. Bạn đồng ý tất niên để có những cái mình ăn nhiều. À, đưa bé ở nhà. Nên là cho bé ở nhà. Dạ. Là 1 tháng 6 thì công ty sẽ tổ chức bên dạng như là cho các bé đồ chơi thì anh sẽ chở gia đình lên đây cho một. Nãy giờ em cười á là tại vì như thế này, tức là ở Kasumina á, thực ra Kasumina không chỉ là nơi để phát triển sự nghiệp dành cho các bạn trẻ mà còn là nơi để cho rất nhiều các anh chị xây dựng gia đình và xây dựng cuộc sống ở đây nữa. Nên thực sự mà nói thì được là một thành viên của Kasumina là một niềm tự hào và cũng giống như là một cái nơi để mình cảm thấy là mình rất là tin tưởng và gắn bó cả cuộc đời mình ở đây. Đó là một cái gọi là một cái tinh thần cũng như là một cái sợi dây vô hình nào đó công ty truyền lại cho các bạn. Như như chị nói cho em có cảm giác là cái relationship của chị cũng đang sau đây ở đây ha. Đúng không chị? Em có cảm giác đúng không chị? Hay rồi chị nói chị nói rất là hay luôn mà chị chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất. Thì tình trạng hôn nhân thì hiện tại thì ở Kasumina có đang có rất là nhiều anh đẹp trai cho nên là hiện tại là mình vẫn đang chờ một trong những anh đó bảo lời. Nhưng cái Thông hỏi tiếp về hai anh chị nè. À, mình sẽ quay lại một xíu về cái công việc của chị Mai Liên ha. Hồi nãy chị có nói với em là chị đang làm ở phòng an toàn. Phòng nhân sự là chính an toàn lao động. Là cái công việc cụ thể khi mà mình làm cái phòng ban đó là như thế nào? Công việc chính của mình ở bên mảng phòng nhân sự là chính an toàn lao động thì nó ngắn gọn thôi là mình phụ trách về các chế độ chính sách, cái quy chế quy định của công ty. Tuy nhiên phòng nhân sự là chính an toàn lao động thì có một lượng lực khá là lớn. Hiện tại thì phòng gần 30 nhân viên phụ trách rất là nhiều mảng khác nhau, trong đó có mảng nhân sự, có mảng về hành chính, có mảng về an toàn lao động. Thì đó là nguyên về phòng nhân sự chính an toàn lao động. Ồ, vậy là công việc của mình có bận không chị? Công việc của mình thì nói chung là mình cũng sắp xếp được, với lại thêm nữa là khi mà mình làm được ở công ty á, thì các anh chị cũng rất là hỗ trợ luôn, từ các anh chị là quản lý cho đến đồng nghiệp đều rất là hỗ trợ cho các bạn. Tức là khi mình mới ra trường mình bước vào đây mình làm thì các anh chị từ khi mình chưa biết gì á, các anh chị sẽ hướng dẫn từ từ để càng ngày mình sẽ càng làm được nhiều việc hơn và làm tốt hơn, ngày hôm nay của mình sẽ tốt hơn ngày hôm qua. À, vậy nếu mà các bạn trẻ mà chúng ta mới ra trường mà nếu mà mọi người muốn vào Kasumina làm thì mọi người đừng có lo lắng là
chưa biết gì, mình chưa có kinh nghiệm, mà chắc chắn là đây thì các anh chị sẽ hỗ trợ và sẽ giúp đỡ cho các bạn để mà chúng ta có thể làm việc thật là tốt nha. Rồi như vậy thì hồi nãy em có nghe anh Chí nói là chị Liên gắn bó với anh Chí nhiều. Rồi em có thể chia sẻ thử là sự gắn bó ở đây là về công việc hay là như thế nào anh chị? Công việc thì anh chị Liên chắc có liên hệ nhiều tại bên tổ tài chính kế toán. Và là cũng là kỳ cụ trong đồng anh đi nên là hiện tại anh em vẫn đang sát cánh cùng nhau, anh em vẫn đang sát cánh cùng nhau thôi, đoàn thanh niên có hoạt động ngày càng tốt hơn, động tốt hơn. Hỏi tiếp anh chị đi. Tự nhiên nói đến cái đoạn mà vô của chị Liên là thông, cái tự nhiên mình thấy thông kiểu là hơi đâm chiêu quá mọi người. Rồi em suy nghĩ chứ còn không biết là đợt này Casimina có tuyển thêm không chị? Em xin trên bảo vệ. Nếu như mà bảo vệ của Casumina mà được đẹp trai như thế này thì chắc là công ty cũng sẽ xem xét rất là nhiều. Nhưng mà nếu như không có những bạn trẻ đó chị, khi mà mình muốn kiếm những cái thông tin tuyển dụng đó, thì mình sẽ, đối với Casumina thì mình sẽ sử dụng kênh nào để mình có thể cho mọi người biết ạ? Thì thông thường đó, thì Casumina mình khi mà có nhu cầu tuyển người đó, thì bên mình thường là sẽ là người chủ động đi chọn. Còn nếu như mà các bạn muốn có thông tin tuyển dụng của công ty thì các bạn cũng có thể lên những cái trang web của công ty hoặc là những cái fanpage của công ty. Công ty cũng đều đăng tuyển trên các cái trang, trên các cái trang tuyển dụng ngoài cộng đồng. Tuy nhiên là công ty hầu như là bộ phận tuyển dụng hiện nay đã hoạt động theo hướng là bộ phận tuyển dụng trực tiếp và là chủ động là người đi chọn ứng viên, có thể là chọn những bạn học giỏi từ trường đại học, sau đó rồi sẽ về. Ủa vậy em tò mò quá, không biết là anh Chính với lại chị Liên mình biết đến vị trí này của công ty như thế nào để anh chị có thể nộp đơn vào công ty vậy ạ? Nhưng mà cả mọi người luôn đấy. Thực ra thì chúng em không có biết cái vị trí của công ty mình, mà là công ty mình trực tiếp lựa chọn luôn. Tức là công ty mình tự làm hồ sơ, tự chọn ứng viên, sau đó rồi gọi ứng viên lên để test. Tức là ứng viên sẽ trải qua hai vòng, thứ nhất là vòng test, hai test đầu vào. Sau khi mà test đầu vào đạt rồi thì công ty sẽ gọi cho ứng viên đạt lên để phỏng vấn, và sau khi mình đạt rồi mình có kết quả đạt thì công ty sẽ thông báo kết quả và cho mình thử việc. Nếu như mà trong quá trình 2 tháng thử việc mà mình phù hợp với lại công ty, phù hợp với lại công việc thì bắt đầu công ty mới tiến hành ký hợp đồng lao động. À, vậy với chị đi, còn anh Chính thì sao? Anh thì như Liên thôi, cũng là một người giới thiệu xong rồi đọc hồ sơ vào công ty, xong rồi tuyển ứng dụng rồi chuyên lên thì công việc rồi anh nhận anh có công ty từ bao lâu vậy? Anh làm cũng bằng của anh vô cùng ngày với chị của anh luôn, cũng là được 10 năm. Yeah. Mới ra trường mình luôn. Đúng rồi, mới ra trường mình luôn. Và anh cũng là người đồng hành của mình, anh cũng là gọi là xuyên suốt. À, anh Chí đồng hành với chị nhiều quá anh. Ai đẹp là đồng hành. À, dạ. Không cần biết là chúng ta là ở phòng ban nào nhưng mà đẹp là có anh Chí. Đúng không anh? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để gửi các bạn thêm. Xin cảm ơn anh Chí và chị Mai Liên rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với 4 anh chị còn lại nha mọi người. Và đây chính là 4 anh chị của bộ phận nào ạ? À? Mình là Khoa, mình đến từ phòng công nghệ thông tin. Mình cũng có thâm niên công tác ở công ty là một năm. Được rồi. Em là Hiền, em đến từ phòng tài chính kế toán. Em thì mới vào công ty chỉ 2 năm. 2 năm là mình sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, em 99 ạ. Đây là một môn hoài hiếm thôi. Dạ, xin mời chị ạ. Chị tên là Dung, chị làm ở phòng xuất nhập khẩu. Thì ở đây chắc là chị thâm niên càng lâu nhất, 18 năm. Wow. Chào các bạn, mình là Quang. Mình rất là thâm niên, rất là thấp nhất ở đây. Mình đang đương việc gần 2 tháng rồi. Yeah. Ủa vậy là trước đây anh Quang làm công việc gì vậy? Anh làm marketing, quản lý marketing cho các thương hiệu quần áo. Từ từ đây mới chuyển qua ngành hàng công ty Casumina. Vậy thì không biết là anh biết đến thông tin tuyển dụng từ đâu vậy? Cũng là do bạn bè giới thiệu, xong là cũng nộp đơn giống như cái quy trình giống như Liên nói là cái đó. Đó là cũng
đơn rồi một hai vòng xong rồi mới tuyển dụng xong rồi thì tới việc ai hát. Dạ rồi bây giờ em rất là tò mò muốn biết là công việc của mình ở văn phòng như thế này là tại vì các anh chị rất là vui vẻ. Ở Kasumina có một cái rất là hay, một cái văn hóa, mà văn hóa của Kasumina là văn hóa mở. Thì như mọi người thấy là vào ở Kasumina là những cái phòng để cộng tác rất là nhiều, như thế này chúng ta đang ngồi rất là nhiều. Ngoài những cái phòng cộng tác ra thì chúng ta là văn phòng mở, cái mở để mọi người kết nối, hợp tác và làm việc tốt hơn. Thì cái bếp ăn của mình cũng vậy, là một bếp mở, gọi là mọi người cùng tập trung lại để lấy những cái phần thức ăn của mình theo như cái nhu cầu, cái nguyện vọng, cái sở thích của mình, và sau đó mình mang tới cái bàn mà mình muốn ngồi hoặc là với những người mà mình muốn ngồi, muốn chuyện không nói chuyện để mình cùng ăn và cùng trò chuyện với nhau, kể cả có thể trao đổi nhẹ và nó giúp kết nối để phục vụ cho công việc cũng như là ăn vui ngon hơn. Thì đó cũng chính là cái văn hóa của Kasumina, đó là văn hóa mở và kết nối hợp tác. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Tiếp vào cái khoa là mình quen mới vô nhưng mà rất là chấn động với cái là cái văn hóa mở văn phòng mở ở đây, rất là thoải mái, tạo cái sự thân thiện, mọi người cũng rất là hòa đồng, giúp đỡ công việc rất nhiều. Cảm ơn các bạn đây. Hiền ơi, vậy là với Hiền đi làm một tính ra là thanh niên của Hiền hiện tại là cũng đang là dài là ngắn trong các anh chị, nhưng mà mình vào đây thì không biết là Hiền có cùng giúp Hiền học gì không? Xin chào.